Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Hôm nay thì Kim Anh sẽ nói về vấn đề của bạn nam này, sinh năm 1979. Thì bạn có hỏi cái vấn đề đường đi nước bước của bạn á, bạn thì đi xa làm ăn và bạn có ý định là đoàn tụ với gia đình. Thì cái vấn đề đường đi nước bước của vợ con có hội tụ được hay không? Thì nói về bản thân của mình đứng vào cái tuổi Kỷ Mùi này thì hiện tại bây giờ cho thấy á, tuổi Kỷ Mùi này thứ nhất nói về cái mạng thì mình nằm vào là cái mạng hỏa ha. Cái mạng hỏa này đúng ra trong cuộc sống của mình nó phải là ăn trên ngồi trước, có mạng lãnh đạo cầm quân dẫn tướng thì mới đúng. Thứ hai nữa, bản thân của mình là có cơ hội đi xa, đường đi nước bước của mình á, thì nói chung là cơ hội đến với mình là đã có. Nhưng mà cái sự đoàn viên trên con đường gia đạo của mình thì nói chung hiện tại bây giờ thứ nhất nói về cảnh gia đạo á, thì cảnh gia đạo của mình ở đây để cho có cơ hội đoàn tụ hoặc là có cái sự bù đắp trên con đường hạnh phúc. Thì nói chung một là trong cái tháng 10 này, mà hai là phải bước qua từ tháng 5 về tới tháng 9 năm sau mới thấy cơ hội. Cho nên nói về cái cảnh gia đạo hiện tại bây giờ, đúng ra cảnh gia đạo thì đẹp nhưng mà tâm trạng người trong gia đạo tâm trạng thì cô đơn, lẻ loi nhiều. Những gì đến với mình trên con đường gia đạo thì nói chung cơ hội tài lộc có ha. Tài lộc đến với gia đạo cũng có. Trên vấn đề hạnh phúc á, thì nói chung cơ hội tài lộc đến với gia đạo có. Niềm tin hy vọng gì sẽ quay trở lại với mình, bù đắp cho mình. Một là trong tháng 9 về tới tháng 10, hai là bắt đầu từ tháng 5 qua sau. Thì để trên con đường gia đạo của mình được tốt, niềm tin hy vọng đến với mình đẹp, thì cũng nhắc với mình luôn, trên con đường gia đạo mình đang sống ở đây thì cho thấy có vong linh của một cậu nam cũng đang theo mình trên cái đường con cái rất nhiều. Cho nên cái mặt này nói về cái đường con cái của mình, về cái phần tâm linh á, thì ví dụ như là ăn uống cà phê cà pháo bánh trái gì thì mình cố gắng mình mời cháu để cho cháu theo gia hộ cho mình, hoặc là cháu đi về thăm viếng mình á, thì cháu không có bị buồn, không có bị tủi trên cái đường hạnh phúc gia đình thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Riêng về bản thân của mình trên con đường bổn mạng hiện tại bây giờ, nói chung á, cơ hội đến với mình có, niềm tin hy vọng đến với mình đẹp, bản thân của mình ở đây cũng nặng gánh, nam cũng mình, nữ cũng mình, gánh vác nhiều, đường đi nước bước hoặc là cái sự bảo lãnh tài trợ trợ giúp để mà đi xa có cái sự đoàn viên hay không thì cho thấy bị ảnh hưởng giấy tờ pháp lý từ 40-70% lận ha, 40-70%. Cho nên để đạt được hai chữ hành thông trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng để có cái sự hồi tụ thì có thể nói là một là trong tháng 10, hai là bắt đầu bước qua tháng 5 về tháng 9 qua sau. Trên con đường bổn mạng thì cho thấy có một người phụ nữ luôn luôn hướng về mình, ôm cô đơn, hướng về cái đường con cái, hướng về cái đường gia đạo rất là nhiều, vững vàng. Cho nên á, nói về trên con đường bổn mạng của mình, những gì mình mong chờ thì mình cứ mong chờ, cứ giữ vững lập trường của mình đi. Đúng ra thì nói về mình đang hướng về người nữ này thì người nữ này vẫn cô đơn, hướng về gia đình rất là tốt. Nhưng mà phía sau lưng á, thì nói chung là phía sau lưng mình bây giờ là bị sự ngăn cản, hoặc là bị giống như bị sự chen chân của một người phụ nữ. Ví dụ như là có cái ý là ngăn cản hoặc là phá rối trên cái vấn đề hạnh phúc của hai vợ chồng. Có thể là nói là người thứ ba chen chân vào trên vấn đề tình cảm hạnh phúc, tạo ra cái sự khó khăn về cái đường đi nước bước của mình. Cho nên nhắc mình để có được cơ hội đường đi tốt thì thứ nhất mình cần phải vượt qua được cái rào cản là thứ nhất. Đó, vượt qua được cái thử thách. Ví dụ như là mình cần phải có ý chí kiên định, giữ vững lập trường của mình để mình khắc phục, vượt qua được cái khó khăn này. Thứ hai thì đúng ra trên vấn đề đường đi nước bước của mình bây giờ cho thấy là được sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này có ý giúp đỡ mình cũng như cũng có ý là dẫn dắt, níu kéo cái vấn đề tình cảm cho mình rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì có cái sự chia rẽ của một người đàn bà. Đó, thì mình cần phải có sự vượt qua. Thứ hai thì nói về vấn đề làm ăn sự nghiệp tài lộc của mình, đặc biệt nhắc mình trong cái tháng 9 âm lịch. Trong cái tháng 9 âm lịch nói chung á, đường làm ăn của mình nếu như có cái sự va chạm lời qua tiếng lại với một người đàn ông nào lớn tuổi thì nhắc mình cần phải có cái sự nhường nhịn ha. Ví dụ vì bản thân của mình nó đôi lúc bản tính của mình nó nóng nảy, mà trong cái vấn đề làm ăn mà có cái sự lời qua tiếng lại va chạm một vấn đề gì, tốt nhất nên nhịn thì để nó không ảnh hưởng tới cái danh dự của mình trên vấn đề làm ăn của mình, cũng như ảnh hưởng tai tiếng tới mình trên con đường sự nghiệp không hay không tốt. Chứ bản thân của mình đúng ra thì từ tháng 7 này đi lên là mình đã có cơ hội rồi, cơ hội thay đổi công việc hoặc là cơ hội tài lộc đến với mình, đem đến cho mình hai chữ hạnh thông tốt trên cái đức khách. Thì nói chung là cơ hội tài lộc có, niềm tin hy vọng đến với mình đẹp. Nhưng mà để được đạt được cơ hội thì cũng nhắc mình cần phải giữ gìn cẩn thận tai tiếng thị phi đến với mình trong cái tháng 9 âm lịch. Đó, có thể nói là với người khác tộc cũng có ha.
Đồng thời bản thân của mình trên vấn đề cầu tài cầu lộc của mình ở đây thì cho thấy có vong linh của một ông già này theo gia hộ cho mình trên con đường tài lộc rất là nhiều. Thì đây cũng có thể là nói người thân của mình, cho nên mặt này mình cũng cần cố gắng cầu nguyện, cũng như là quan tâm mời mọc lo lắng cho người ta để người ta gia hộ xoay chuyển cho mình được đẹp hơn trên vấn đề làm ăn tài lộc của mình. Đó là nói về trên vấn đề sự nghiệp tài lộc. Chứ đúng ra thì theo như trên cái vấn đề đường đi nước bước công việc làm ăn của mình ở đây thì thứ nhất nhắc mình cần phải cẩn thận nhiều trong tháng 9, hai nữa là trong cái tháng 11 hơi xui hơi xấu hai tháng đó. Còn bản thân của mình để đạt được kết quả tốt, hạnh phúc, có được cái sự bù đắp hay không, đoàn viên kết thúc hay không trên con đường tình cảm hạnh phúc, bù đắp cho mình đẹp, đem đến cho mình niềm tin cơ hội, hoặc là mình trông chờ cơ hội niềm tin gì đó để đoàn viên hội tụ gia đình, thì có thể nói là một là trong tháng 10 năm nay là mình sẽ có cơ hội. Nếu như mình vừa qua được cái về vấn đề giấy tờ pháp lý này thì ảnh hưởng 40-70% ha. Vừa qua được thì một là trong tháng 10 này, còn không nữa là phải bước qua từ tháng 5 về tới tháng 9 năm sau thì mình mới có cơ hội về vấn đề giấy tờ pháp lý thỏa đáng để mình có được cái sự hội tụ đoàn viên về vấn đề gia đình hạnh phúc. Đây là cái quẻ bài của bạn nam sinh năm 1979, thì bạn hỏi về vấn đề như là bạn xuất cảnh ly hương thì bao giờ bạn mới có được cơ hội đoàn viên hoặc là bảo lãnh vợ con của mình sang bên đó định cư. Thì theo như cái quẻ bài thì cái manh đã chia sẻ với mình như vậy ha. Còn mọi người vào xem thì nó chỉ mang tính chất tham khảo cho mình thôi. Còn những ai có nhu cầu tìm hiểu sâu về bản thân của mình á, thì mọi người vào Zalo kết bạn gửi thông tin á, kèm phí vào. Thì Kim Anh sẽ sắp xếp thời gian xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất nha. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người mình trong những clip tiếp theo ha.